Vùng dưới cánh tay là một trong những bộ phận quan trọng, được phái đẹp khá quan tâm. Vì chị em mong muốn tự tin để diện lên mình những chiếc áo ba lỗ mát mẻ hay những chiếc áo hai dây đầy gợi cảm. Thế nhưng những sản phẩm sữa tắm thông thường không thể loại bỏ thâm sạm cho vùng da này, vì thế chị em vẫn luôn tìm kiếm một giải pháp để khắc phục tình trạng này hoàn hảo. Bảo sao xà phòng đặc trị thâm nách Pelican lại được share ầm ầm trên các group làm đẹp. Cùng mình tìm hiểu về sự thật ấn dấu sau sản phẩm bình thường nhưng không tầm thường này nhé. 1. Thương hiệu Pelican là nhãn hiệu xà phòng tắm và các sản phẩm chăm sóc cơ thể nổi tiếng đến từ xứ sở hoa anh đào. Sản phẩm của nó chủ yếu chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên như trái đào, dâu tây, thảo dược, trong đó nổi bật nhất phải kể đến dòng sản phẩm xà phòng trị mụn và thâm ở ngực, lưng, mông. Xà phòng đặc trị thâm nách Pelican Nhật Bản có khả năng tẩy da chết, làm sáng và khử mùi hiệu quả cho vùng da dưới cánh tay. 2. Thiết kế, bao bì. Xà phòng đặc trị thâm nách Pelican được thiết kế dưới dạng xốp nhỏ gọn, dễ cầm nắm. Màu đen đặc trưng của than hoạt tính đơn giản nhưng cảm giác khá tin tưởng với chất lượng. Khối lượng mỗi xốp là 100g, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng xài cũng khá tiết kiệm và lâu hết ác. 3. Thành phần than hoạt tính, có tác dụng hút sạch dầu thừa, bã nhờn, loại bỏ bụi bẩn, làm sạch sâu lỗ chân lông. Các hạt massage được tạo nên từ khoai nơ koniaku và chiết xuất tre có khả năng loại bỏ các vảy sừng cứng, tế bào chết chứa hắc sắc tố melanin nguyên nhân gây thâm vùng nách. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bentonite, dầu hoa trà và nước ép quả hồng giúp tạo màng bảo vệ độ ẩm, cho bạn làn da mềm mại, mịn màng và chắc khỏe. 4. Công dụng tẩy da chết và lớp da khô sần, thâm sạm vùng da dưới cánh tay, giúp làm sáng da, làm sạch râu tận lỗ chân lông, bổ sung các tinh chất dưỡng ẩm, cho vùng da dưới cánh tay sạch sẽ và mịn màng, giúp xe khít lỗ chân lông vùng dưới cánh tay, hạn chế tiết mồ hôi, giúp khử mùi với hương thơm nhẹ nhàng. 5. Ưu điểm tẩy sạch nhẹ nhàng, không gây kích ứng, loại bỏ mùi hương cơ thể với mùi hương tươi mát nhẹ nhàng. Có thể dùng cho các vùng da cũng hay bị thâm như mông, đùi và một số vùng nhạy cảm khác. Giúp ngăn ngừa sự hình thành của các hắc sắc tố, cải thiện màu da, giúp cho da trắng sáng hơn. Giúp ngăn tiết mồ hôi và mùi cơ thể nhờ vào khả năng làm sạch sâu vùng da dưới cánh tay. 6. Trải nghiệm cá nhân. Mình thấy em này được rất nhiều người sử dụng và nhận được nhiều review tích cực nên cũng mua về xài thử. Xài thử mà hiệu quả thật đó chị em ạ. Pelican giúp tẩy đi làn da chết rất hiệu quả. Loại bỏ sần sùi và thu nhỏ lỗ chân lông cũng khá ok. Nhờ vậy mà vùng da dưới cánh tay của bạn sẽ trở nên trắng sáng, mịn màng như chưa từng có. Đừng nghĩ nó tẩy tế bào chết mà làm khô da nha. Em này không hề làm khô rát da, ngược lại nó còn giúp mình bổ sung đủ chất dưỡng ẩm, giúp làn da dưới cánh tay luôn mịn màng, sạch sẽ. Một tác dụng cũng khá giống lan khử mùi đó là khả năng hạn chế sự tiết mồ hôi và khử mùi cơ thể khá ổn áp. Các thành phần trong em này tròn giúp ngăn ngừa sự tăng cường và xuất hiện của hắc sắc tố, màu da được cải thiện rõ rệt. Nếu vùng thâm ở nách của bạn ở mức nhẹ, chỉ cần xài em ý từ 1 đến 2 tuần là có thể thấy rõ được hiệu quả rồi đó. Còn với những ai có độ thâm quá đậm thì xà phòng Pelican chỉ có hiệu quả làm sáng da tầm 60-70%, nhưng nếu xài thời gian dài thì mình nghĩ nó cũng sẽ ổn hơn, như vậy cũng tốt hơn là không xài mà, đúng không nào?